Hello, cô xin chào tất cả các con. Các con có khỏe không nè? Mấy hôm nay mình ở nhà với bố mẹ có ngoan không? Có nghe lời bố mẹ không? Có hả? Ngoan quá, quá ngoan luôn. Vậy thì hôm nay cô sẽ đọc cho các con nghe một cuốn sách để thưởng cho mình vì mình ở nhà với bố mẹ rất là ngoan nha. Rồi, và hãy xem thử cuốn sách hôm nay cô đọc là cuốn sách gì nha. Rồi, sẵn sàng để nghe đọc sách chưa nè? Và cuốn sách hôm nay cô đọc là cuốn sách Xe cứu hỏa của bạn Tony. Đây, bạn này là bạn Tony và đây là chiếc xe cứu hỏa của bạn Tony nha. Bạn Tony có một chiếc xe cứu hỏa rất là ngầu đó. Rồi, mình xem từ trong sách nó nói về gì nè. Đây. Đây là xe cứu hỏa của bạn Tony. Đó, các bạn có thấy không? Rồi bây giờ cô sẽ đọc nha. Xe cứu hỏa của bạn Tony rất đẹp, có cái thang dài nè, có khoang chứa nước rất là to nữa. Nơi nào có cháy đừng lo, xe mau chuyển bánh đến ngay tức thì. Reng 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 reng, chuông báo động vang lên. Tony xuống thang lập tức sẵn sàng. Có nhà đang cháy rồi, có một cái nhà đang cháy rồi. Bạn Tony chuẩn bị đi cứu đây. Bing bong, xe Tony sắp tới. Bing bong, cho Tony qua thôi, cậu ấy đang rất vội. Lửa, lửa cháy, mau lên Tony. Ngọn lửa đang nhanh liếm rộng, bé Julie bị mắc kẹt trên cao. Nhanh tay cứu bé xuống nào. Tony phun nước, lửa tức thời tắt ngay. Thang dài được dịp trổ tài, đưa Julie xuống, mọi người hoan nghênh. Hoan hô, Tony giỏi quá. Nhưng cậu đã đi hút phía xa. Bạn đồng hành là chiếc xe cứu hỏa. Tony vội vội vã bởi biết đâu một đám cháy khác đang chờ cậu ấy. Rồi các bạn nhìn nè, đây là chiếc xe cứu hỏa của bạn Tony và đây là chú lính cứu hỏa Tony nè. Rồi bây giờ cô có một vài câu hỏi này để xem thì các bạn sau khi nghe đọc sách xong các bạn có nhớ và trả lời được những câu hỏi này không nha? Câu hỏi thứ nhất, xe cứu hỏa của bạn Tony màu gì? Màu gì nào cả lớp? Màu gì? Màu đỏ, đúng rồi. Rồi câu hỏi thứ hai, tớ phải đổi cái gì trong khi làm việc? Trong khi mà làm việc thì bạn Tony phải đổi cái gì cả lớp? Đúng rồi, phải đội nón bảo hộ nha. Rồi, câu hỏi tiếp nè. Lính cứu hỏa nghe thấy tiếng gì để biết có đám cháy nhỉ? Làm sao mà chú lính cứu hỏa biết có đám cháy? Bởi vì có người gọi là cháy đúng không? Đúng rồi. Tiếp theo, tớ đã trèo lên cái gì để cứu bé Julie? Tony đã dùng cái gì để leo lên cây cứu bạn Julie các bạn nhỉ? Đúng rồi, bạn Tony dùng cái thang để leo lên cây cứu Julie. Và câu hỏi cuối cùng nè. Cái gì tôi chui ra từ đường ống dẫn và dập tắt ngọn lửa? Bạn nào biết? Cái gì chui ra từ 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 đường ống mà có thể dập tắt được lửa nào? Đúng rồi, đó là nước. Giỏi quá. Rồi, bây giờ cô đọc sách xong rồi, cô xin chào tất cả các con nha. Bye bye.